Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 331, ngước nhìn. Đường Kiến Khê nghe xong lời này, không hiểu sao lại nghĩ tới Đào xảo Nhi. Biểu ca, sao huynh thông minh mà ta lại ngốc như vậy? Biểu ca, ý của đoàn kịch này là gì? Muội nghe không hiểu. Xong rồi xong rồi, cha nương sắp mắng muội rồi, biểu ca, muội phải làm sao bây giờ, huynh mau giúp ta nghĩ cách đi. Đào xảo nhi từ nhỏ đã mốc, không giỏi đọc sách, không giỏi may vá, chỉ kêu nàng pha cho ấm trà cũng làm mình bỏng được. Còn chẳng có chủ kiến gì, gặp chuyện gì cũng đi tìm hắn, hắn dỗ dành vài ba câu lại bắt đầu cười ngây ngô. Hắn vừa trên nàng, vừa thương nàng, cứ sợ nàng bị người khác ức hiếp. Đỉnh đầu chợt lạnh lẽo, bàn tay đường kiến khê nắm lấy tay ngôn đình chậm rãi buông ra nam nhân thực ra đều thích nữ tử không bằng mình bởi vì mình có thể được ngưỡng mộ được sùng bái được dựa vào mà tiểu sư muội bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ nàng đêm hôm đó hắn ngồi canh một con ma men nghĩ đi nghĩ lại lời của tiên sinh sau đó lo lắng cho tiểu sư muội suốt một đêm đường kiến khê thở dài gật đầu với tạ chi phi thế ra công tử thích một tỷ nữ, sao chuyện xưa này lại giống ta thế? Tiểu bùi ra sốt ruột hỏi. Đường lão ra, chuyện của hai người kia có thành không? Đường lão ra lắc đầu. Tại sao, bùi công tử đoán xem, còn phải đoán sao, môn không đăng hộ không đối? Đường lão ra lắc đầu. Ấy, trừ ra thế mà đồng ý sao? Đường kiến khê lại lắc đầu. Trừ ra không đồng ý, hai người họ lại thành ư tiểu bùi ra thốt lên. Chẳng lẽ hai người bỏ trốn? Chấm. Chuyện đề cử, buông rèm pha lê. Bùi công tử. Giọng đường kiến khê trầm xuống. Nếu thật như vậy, sách trở ngôn đình đọc đã vào trong bụng chó hết, không xứng làm người. Mỗi người lui một bước, hai người mới có thể nghĩ gì được nấy. Yến Tam hợp suy nghĩ nói. Hẳn là trừ ra đồng ý nạp tỷ nữ làm thiếp, đồng thời lại sắp xếp mối hôn sự môn đăng hộ đối, rồi tìm đường kỳ lệnh giúp đỡ khuyên giải. Dù Đường Kiến Khê đã quen với sự thông minh của Yến Tam Hợp, nhưng vẫn bị lời này làm cho kinh hãi. Đoán không sai một chữ. Trừ phu nhân biết nghi tử thích tìm nữ đường gia, cũng không vội vã phá huyên ương, mà là vội vàng tìm hôn sự cho con trai, chờ sau khi hành lục lễ tam lễ mới đưa theo nô tỳ gia bộc vào kinh. Sau đó trực tiếp cầu kiến tiên sinh, đầu tiên là nói ra nỗi khổ tâm của trừ gia, lại đề xuất muốn nạp Lâm Bích làm thiếp. Tiên sinh bị trừ phu nhân thuyết phục lập tức nói chuyện trắng đêm với trừ ngôn đình, trời vừa sáng, trừ ngôn đình đã gật đầu đồng ý với sắp xếp trong nhà. Yến cô nương không ngại lại đoán xem tỷ nữ kia có tiếp nhận sắp xếp của trừ gia hay không. Nếu đồng ý thì đường lão gia không cần kêu ta đoán, nếu không đồng ý thì sẽ không có từ cầu được ước thấy. Yến tam hợp nhắm mắt. Ta đoán nàng đồng ý, nhưng bởi vì trước khi đường phu nhân Lâm Trung đã dặn dò, nên không lập tức đến trừ gia, mà ở lại đường gia vài năm tả chi phi chen vào. Cũng có thể, nàng muốn lo liệu xong hôn sự của Đường Chi vị rồi mới rời khỏi đường ra. Đường Kiến Khê gật đầu với hai người, đồng thời lại thở dài nặng nề. Cái thở dài khiến mọi người nín thở. Lúc này, Đường Kiến Khê bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Con người sống trên đời không thoát khỏi một chữ tình, tình phụ mẫu, tình huynh đệ, tình bạn bè, tình nam nữ, tình chủ tớ, luôn luôn có một chữ tình chờ ngươi ngã xuống. Lúc hắn nói lời này có hơi lãnh đảm, thanh âm khô khốc bất lực, thắt lưng vốn thẳng tắp sống như bị đè cong xuống. Con người lúc nào thì cong lưng, lúc không chịu đựng nổi. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng lúc đường lão ra nhắc tới chuyện cũ của trường môn đình, vẫn không chịu nổi. Như vậy chỉ có một khả năng. Yến Tam Hợp, tỷ nữ đã xảy ra chuyện. Đường Kiến Khê khẽ nhắm mắt lại. Yến Tam Hợp, bởi vì đường ra xảy ra chuyện, nàng bị liên lụy. Đường Kiến Khê nhắm mắt lại. Yến Tam Hợp, chuyện này chưa điều tra rõ chân tướng, nữ quyến hẳn là sẽ bị nhốt vào lao ngục, nàng xảy ra chuyện ở trong ngục. Đường Kiến Khê kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Thư phòng, lập tức yên lặng. Một nữ tử gặp chuyện không may trong ngực, ngoại trừ bị cha đạp thì không còn gì khác. Đường Chi vị là sư muội của thái tử, thái tử còn ở trên đài, bọn cai ngục không có can đảm động thủ, nhưng một tỷ nữ nho nhỏ Bàn tay nắm chặt của Yến Tam hợp lại buông ra, buông ra lại nắm vào, vài lần như thế mới hít sâu một hơi, nói: "Là tự sát sao?" Lâm Bích chết trong lòng tiểu sư muội, câu nói cuối cùng nàng là để lại cho Trừ Môn Đình. "Tiểu thư, người nói với Môn Đình, chắc chắn phải sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, phải sống tốt hơn bất cứ ai, người phải nói chàng biết nhé." Vài năm sau, Đường Kiến khê lần đầu tiên gặp tiểu sư muội cả người diễm lệ ở giáo phường Ti biết nha hoàn đã ra đi thì nước mắt hắn rơi như mưa. Tiểu sư muội ơi, sao muội lại thành kỹ nữ phong trần thế này rồi? Nếu tiên sinh và sư mẫu dưới suối vàng biết được thì phải đau lòng thế nào đây? Sư huynh, nàng rót cho hắn một chén trà, lại lấy khăn ra nhét vào trong tay hắn. Năm đó ở trong ngục, bọn họ kéo Lâm Bích rời đi, Lâm Bích quay đầu lại gọi ta, tiểu thư, ta sẽ về nhanh thôi, người cho ta. Ta rất sợ hãi ta biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng ta không dám kêu, chỉ có thể cuộn mình trong góc như một con chó, run lẩy bẩy. Lúc nước mắt sắp khóc hết thì nàng trở về, không nói lời nào cũng không khóc, chỉ ôm chặt ta. Sư huynh cũng biết, nương mất sớm, là nàng một tay chăm sóc ta, ta không dám khuyên nàng, ta chỉ có thể cầu xin nàng. Lâm Bích, ngươi đừng rời khỏi ta, ta chỉ có ngươi thôi. Nàng nói vâng, nhưng đến nửa đêm, ta chỉ mới ngủ gật một lát. Nói tới đây, cô chợt cười thê lương. Thân thể nàng lại lạnh đi từ từ trong lòng ta, ta dù rất muốn đi cùng nàng nhưng ta nghĩ mình còn chưa truyền lời cho chữ sư huynh, chỉ đành chặt đứt ý niệm kia. Sư huynh, huynh biết không, nàng cố ý dùng cái chết của nàng buộc ta sống sót, bởi vì nàng cảm thấy chỉ có sống sót thì hết thảy mới có hy vọng. Ánh mắt nàng rất ướt, nhưng không rơi lệ, trong đôi mắt chỉ có sự cuột cường. Mấy năm nay, mỗi khi ta có ý niệm chết trong đầu, trong lòng ta lại dường như đang ôm lấy Lâm Bích, cho nên ta không dám chết, không thể chết, cho dù rơi vào hoàn cảnh như bây giờ cũng phải cắn răng mà sống. nhưng sư huynh, Lâm Bích nàng nào biết, chết đi chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, nhưng sống trên đời là từng ngày từng đêm. lời này khiến Đường Kiến khê như vạn tiễn xuyên tâm. đêm đoạt hoa khôi, ta cuối cùng cũng truyền lời đến cho trừ sư huynh, trừ sư huynh nghe xong chỉ há miệng, chẳng nói gì. nàng sâu kín thở dài. Hai chúng ta nhìn nhau cả đêm, cho đến lúc hừng đông, trừ sư huynh nói, sư muội hãy sống thật tốt, không vì Lâm Bích, chỉ vì muội họ Đường. Cho nên sư huynh ngươi đừng khóc vì ta, cha ta thế nào, đường ra ra sao, huynh là người hiểu rõ nhất, chúng ta phải cười cho đám khốn nạn kia xem. Chương 332, tình người. Đường Kiến khê nhớ rõ đêm hôm đó, hắn và sư muội không tiếp tục đề tài đường ra nữa, mà nói chuyện khác. Hắn nói cho nàng biết những kiến thức mấy năm nay tìm được quyển sách hay nào, xem trò hay nào, kỳ môn độn giáp nghiên cứu đến bước nào, luyện đan đốt hỏng mấy cái lò, cãi nhau với đảo xảo nhi ra sao. Nàng chống má nghe, nghe đến say xưa, còn thỉnh thoảng xen vào một hai câu, giống như lúc trước bọn họ còn ở đường ra vậy. Hắn cũng không nhớ đã rời đi lúc nào, hắn chỉ nhớ rõ ánh mắt sư muội rửa cửa tiễn biệt hắn kia, có ý cười có bi thương, quay đầu lại nhìn tim đã đập nhanh, không thở nổi đường kiến khê nức nở thở dài một hơi sau khi gật đầu cắn ra bốn chữ nàng là nuốt vàng mà chết dứt lời tiểu bùi ra đứng bật dậy mở cửa bước nhanh ra ngoài đường kiến khê không biết đã xảy ra chuyện gì bùi công tử hắn hắn nhớ tới cửa muội của hắn tả chi phi đứng dậy theo ta ra ngoài xem thử ánh mắt đường kiến khê rời về phía yến tam hợp cửa muội của bùi công tử cũng tự sát trong ngục yến tam hợp đứng lên đường lão ra ngài uống một ngụm trà rồi nghỉ ngơi một lát ta cũng phải ra ngoài xem ta cũng đi ta cũng đi còn có ta chỉ trong chốc lát người trong phòng đã đi hết sạch đào xảo nhi đứng mệt rồi bèn lấy ghế tròn ngồi xuống cạnh đường kiến khê chăn ca huynh có thấy nhưng đứa trẻ này đều rất tốt có tình người không đường kiến khê gật gật đầu im lặng một lát lại nói yến cô nương quá thông minh tuệ cực tất thương sao sao ý là trí tuệ quá thì khổ. Bùi tiếu vốn còn muốn tìm một nơi tối lửa tắt đèn để âm thầm đau lòng một lúc, kết quả ai cũng đi theo. Gì, gì đó. Hắn tức giận mút trời. Tiểu gia ta đi tè các ngươi cũng muốn đi theo, có kỳ không hả? Lý bất ngôn nhớ mày. Tiểu bùi gia, có thể nói dối đến phát rồi như vậy, ngươi đứng nhất luôn đó. Tiểu bùi gia, rõ ràng như vậy sao? Hoàng tỷ đau lòng nhìn chủ tử nhà mình ra, đừng đau lòng nữa, đợi về thành tứ cửu, tiểu nhân và ra đến mộ cửu cô nương đốt giấy. Tiểu bùi ra, đốt gì mà đốt, cũng đâu phải thanh minh. Chu Thanh hắng giọng. Tiểu bùi ra có muốn tìm người đánh một trận không, tìm ta đi, không đánh trả. Tiểu bùi ra, vũ phu thô bỉ, người không đau, tay ra cũng đau chớ. Tả chi phi đưa tay xoa xoa đầu hán. Ta cũng không kẹt xỉ với ngươi, bạc đến câu lan nghe nhạc, tam gia bao hết. Tránh ra tiểu bùi ra vung tay hắn ra. Trước mặt tam hợp nhà ta, kéo ta cùng phạm sai lầm, không thể nhân lúc tam hợp nhà ta không có ở đây để kéo sao. Bùi Minh Đình, Yến tam hợp khoanh tay. Có cần ta triệu hồn cửu muội ngươi lên, cho ngươi. Dừng lại. Tiểu bùi ra kinh hãi. Ngươi đừng dày vò cửu muội nữa, để nàng bình yên đầu thai chuyển thế đi. Chọc ngươi thôi, có muốn dày vò ta cũng không có bản lĩnh đó. Việc này cũng có thể đùa sao? tiểu bùi ra giữ tợn. Cút hết đi, mau cút đi. Ông mới đau lòng một chút đã bị mấy người quầy dày hết rồi. Lý bất ngôn mỉm cười. Tiểu bùi ra, người lần trước bảo ta cút, giờ đã đi gặp Diêm Vương rồi. Tiểu bùi ra ngẩn ra. Ngươi mà. Lý bất ngôn nghiêng đầu. Hoàng kỳ ngươi đành lòng không? Hoàng kỳ lắc đầu. Lý bất ngôn. Chu Thanh, còn ngươi? Chu Thanh lắc đầu. Lý bất ngôn. Tiểu thư tiểu thư nghĩ nghĩ trước mắt vẫn không nỡ lý bất ngôn tam gia tam gia suy nghĩ sau này cũng không nỡ được rồi lý bất ngôn vỗ vỗ vai tiểu bùi gia cười nói bổn đài hiệp tha cho ngươi tiểu bùi gia chết tiệt thì gia mạng của tiểu gia là tên phá đám này cho đỉnh núi ban đêm rất yên tĩnh bốn phía chỉ có tiếng côn trùng kêu yến tam hợp thấy thần sắc tiểu bùi gia đã khôi phục bình tĩnh bèn để lại một câu. Ta qua bên kia hóng gió núi, suy nghĩ một hồi rồi quay lại. Rồi đi vào sâu trong bóng đêm. Nếu như không phải bùi tiếu đột nhiên rời đi, nàng cũng muốn đường kiến khê dừng lại nghỉ ngơi một lát, phải tỉ mỉ ngẫm chuyện của đường chi vị. Quý nhân cúi đầu và tiểu nhân đắc chí giống nhau, đều khiến cho người ta thổn thức không thôi, chỉ hận trời xanh không có mắt. Kết cục cuối cùng của tỷ nữ hẳn là ở bãi Tha Ma nếu thương tình thì sẽ được bọc trong một tấm chiếu cỏ rách nát, bi thảm nhất là quần áo rách dưới, mặc cho gió thổi mưa suối, trước khi hóa thành một đống xương trắng, trừ ngôn đình lén đến khâm liệm nàng. Còn đường chi vị thì sao? Đường ra bị xét nhà trong đêm, phụ thân đường kỳ lệnh chết trong ngục, tỷ nữ chết ở trong lòng nàng. Thiên đường đến địa ngục đều đi qua một lượt, nàng đã dùng tâm trạng gì để chịu tủi nhục mà sống? Đang thấy thương cho chủ tớ họ sao? Yến Tam hợp dừng bước, xoay người, ánh mắt đen nhánh của nam nhân hết sức bắt mắt trong đêm tối. Không bằng đổi góc độ ngẫm lại, chủ tớ các nàng thực ra vẫn may mắn, tỷ nữ mặc dù chết, nhưng chữ ngôn đình vẫn nhớ thương nàng nhiều năm. Ánh mắt tạ chi phi dịu dàng mà chân thành, ngôn tình ngược. Đường chi vị thì càng may mắn hơn, ít nhất sau khi gặp rủi ro có rất nhiều người thương nàng, giúp nàng, ít nhất nàng ở am thủy nguyện nửa đời sau là bình yên không sóng gió, ít nhất đến bây giờ còn có một quế hoa vì nàng mà muốn đấu với người ức hiếp nàng đến chết. Yến Tam hợp cười khổ. Lời gì lọt vào miệng Tạ Chi Phi, hình như đều trở nên rất có lý. Lúc này bị hắn nói như vậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy đường chi vị có thể sống sót, có thể được chuộc thân khỏi giáo phường ti, cuối cùng vào am thủy nguyệt, không chỉ là may mắn, còn rất có phúc, số mệnh chẳng hề khổ chút nào. Trở về đi, Tam gia." Yến Tam hợp đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn sườn mặt hắn. Tam gia làm việc ở Ngũ Thành binh mã ti thật đáng tiếc. Nên đi đâu, bến bách dược đường của Bùi gia, thuốc bách dược đường chưa bệnh, tam gia chữa tâm bệnh. Tả Chi Phi cười ha ha. Cười xong, hắn nhìn nàng, tốc độ nói rất chậm. Yến Tam hợp, tâm bệnh của người khác không liên quan đến ta, ai thích chữa thì chữa. Nhưng tâm bệnh của một người, ta dù nên núi đau xuống biển lửa, cũng phải chữa cho nàng. Lại chiêu chọc Yến Tam Hợp bình tĩnh cất bước đi qua hắn. Cốt qua cho bà đi. Một lần nữa vào lại thư phòng, tất cả mọi người đều khôi phục bình tĩnh, đào xảo nhi tự mình đổi trà lạnh thành trà nóng. Yến Tam Hợp chờ nàng ngồi vào chỗ của mình, hết sức bình tĩnh mở miệng. Đường lão ra, người trong lòng trừ ngôn đình chết trong ngục, lại chết thảm như thế, chỉ thế thôi cũng đủ cho hắn ở bên cạnh thái tử rồi. Đường kiến khê gật đầu mà đường lão ra ngươi mặc dù là đồng môn với hắn, mặc dù đường kỳ lệnh cũng giới thiệu người cho tiền thách tử, mặc dù cũng đã trải qua biến cố của đường ra, nhưng đến cuối cùng. Yến tam hợp. Ngươi lại và hắn ngược đường, đây là vì sao? Đường kiến khê bất đắc dĩ cười khổ. Để ta đoán xem. Lý bất ngôn nhìn đào xảo nhi. Là vì có ràng buộc sao? Hoàng kỳ nói tiếp. Còn có một khả năng, đường lão ra bởi vì là học sinh của đường kỳ lệnh, bị xa lánh ở quan trường, không có hy vọng thăng chức nên lựa chọn ở ẩn. Chăn ca. Đào xảo nhi đột nhiên gọi. Có một số việc không liên quan đến đường ra, ta muốn nói với bọn nhỏ một chút. chương 333, Vọng An. Đào xảo nhi đột nhiên chịu nói, Yến Tam hợp cầu còn không được. Đường phu nhân, mời bà nói. Nữ nhân kiến thức hẹp nên ăn nói không hay, các người cố gắng nghe ha. Yến Tam hợp. Không có, có nói thế nào ta cũng thích nghe, Đào Sảo Nhi ngượng ngùng cười cười. Lão gia nhà ta từ nhỏ đã là thần đồng nước tiếng gần xa, từ 3 tuổi vỡ lòng bắt đầu đọc bách gia tính, đến 14 tuổi làm đồng sinh, lại đến khoa cử độ tiến sĩ, thì chưa một ngày nào nghiêm túc học hành. Nửa câu cuối vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng. Các thư sinh khác đều treo tóc trên xà nhà đau thấu xương, khổ sở học hành mười mấy năm mới đỗ tiến sĩ, vị gia này lại chẳng hề nghiêm túc học hành một ngày nào lời này mà để cho những thư sinh thi không đậu công danh nghe thấy, thì chẳng phải là tức chết sao. Các ngươi đừng không tin, ngay cả Thái Phó Tiên Sinh cũng nói, hắn là người thông minh, thế nhưng lại chẳng dùng vào con đường đúng đắn. Yến Tam Hợp thấy nàng không giống nói dối, hỏi. Vậy dùng vào đâu? Đào Sảo Nhi bấm ngon tay nói. Nghe kịch, viết kịch bản, luyện đan, luyện dược, luyện võ, ủ rượu, đánh đàn, thổi sáo, đánh cờ, trồng hoa, binh pháp, kỳ môn độn giáp, lục hào đoán mệnh, đấu khúc, trọi gà, đánh bạc. Dừng, dừng, dừng. Tiểu bùi ra trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng nhìn đường kiến khê. Hắn có ba đầu sáu tay sao? Đào xảo nhi. Không phải ba đầu sáu tay, chỉ là không an phận thôi. Ba chữ không an phận vừa ra khỏi miệng, Yến Tam hợp ít nhiều đã hơi hiểu được. Vậy xem ra từ nhỏ đường lão ra đã khác người rồi. Phụ mẫu ta nói, hắn là một quái nhân gương mặt đào xào nhi vừa bất đắc dĩ vừa kiêu ngạo. Thực ra ông ấy rất ghét đọc sách, đến kinh thành thi lấy công danh cũng là vì muốn cầu hôn ta. Phụ mẫu nàng trước đây không muốn gặp ta, cảm thấy ta cả ngày không làm chính sự, tương lai không phải miệng ăn núi lở, thì là một tên phá gia chi tử. Đường lão ra nhìn thê tử. Chỉ có nàng ngốc nghếch, cứ cảm thấy ta tốt, về sau có làm ăn mày cũng bằng lòng theo ta. Bớt, đào xào nhi mắng hắn. Đừng tự rát vàng lên mặt mình, ta là bị ông lừa thì có ta lừa nàng không lừa chưa bao giờ lừa đào xảo nhi thu lại vẻ vui đùa ta nói không thích kinh thành nên ông ấy không làm quan nữa ta nói không thích làm quan phu nhân ông ấy bèn từ quan quy ẩn lời này không đúng đường kiến khê cắt ngang nàng thấy ta ở kinh thành không vui thì công danh không vui làm quan cũng không vui mới cố ý lôi ta về núi ông ấy á đào xảo nhi đưa tay chọc lên chán hắn lúc còn trẻ cao ngạo, nói không vừa tai thì mắng chửi người, đuổi người, đâu có thể làm quan được, đến lúc đó đắc tội người khác cũng không biết chừng. Ta hiểu rồi. Yến Tam hợp cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Đường lão gia có tính cách nhàn tản, không muốn trở nên nổi bật, lại càng không muốn đeo một tấm mặt nạ từng bước đi lên ở quan trường. Cô nương nói đúng, ai làm hoàng đế cũng không liên quan đến ông ấy, ông ấy chỉ muốn sống nhàn tản, cũng chỉ có thể sống nhàn tản. Đào xảo nhi nói tới đây thì vuốt tóc sau khi vụ án đường ra xảy ra, ông ấy ở trong quan trường lại càng khó khăn, chẳng ai đối tốt với ông ấy, ai cũng có thể đạp sau lưng ông ấy một cái, ta thấy mà đau lòng. Năm đó vì chuyện ông ấy từ quan mà trừ đại ca còn tới tìm ta, bảo ta khuyên nhủ hắn. Trừ đại ca nói năm tử hán đại trượng phu, sao có thể cả ngày nhàn rỗi, ít nhất cũng phải làm được sự nghiệp vĩ đại thì mới không uổng đến cuộc đời này chứ. Yến Tam Hợp Người hẳn là không có khuyên. Đào Sảo Nhi gật đầu một vở kịch, có người đóng vai hoàng đế, có người làm quý phi, có người là nha hoàn, có người là kẻ gian. Bên ngoài vở kịch cũng giống như vậy, người nào, mệnh gì, ông trời đều sắp xếp cả rồi, cố chấp làm chuyện không làm được, thì chỉ khiến mình mết chết thôi. Cho nên, với tình cách của đường lão, hắn là muốn mỗi người một ngã với chữ ngôn đình, không có ai đúng ai sai, chỉ là không cùng đường thì không đi với nhau được. Như vậy, Yến Tam Hợp nhìn đường kiến khê, ánh mắt chợt lạnh lẽo vì sao khi chúng ta nhắc tới chữ ngôn đình, đường lão ra lại kích động khác thường như thế? Sắc mặt đường tiến khê hơi thay đổi. Không đợi hắn mở miệng, tạ chi phi đã trầm giọng nói. Tiền thái tử và đường lão ra là đồng môn, cho dù đường lão ra tránh xa hơn nữa, thì cũng không thể nào tránh khỏi hiện thực này. Tiểu bùi ra cười gần nói tiếp. Tiền thái tử gặp chuyện không may, trừ ra bị chu di tam tộc, đường lão ra không chỉ không bị gì, còn chẳng rớt cọng tóc nào, như vậy không đúng lẽ thường. Trong này hẳn là có ẩn khúc gì. Tả chi phi. Chi bằng đường lão ra nói cho chúng ta biết là vì sao đi. Bởi vì cái gọi là một thiên tử, một triều thần. Minh Đình và hắn ngoài sáng trong tối là người của Thái Tôn, nên hai người bọn họ đến chết, đều sẽ phải buộc cùng Thái Tôn. Nói một câu không dễ nghe, nếu lỡ như Thái Tôn có mệnh hệ gì thì không phải hôm nay thì ngày mai, bồi tả hai nhà cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp đường kiến khê chợt đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Gió núi gào thét mà đến, mang theo cơn gió lạnh nhẹ nhẹ. Xảo nhi. Đôi mắt lạnh lẽo của đường kiến khê, mơ hồ nhìn về phía núi xa. Thực ra lần đó ngôn đình không phải tới khuyên ta trở lại quan trường, mục đích thực sự là kêu ta trốn vào thâm sơn. Những lời hắn nói cho nàng nghe thực ra chỉ đang diễn trò cho người khác xem thôi, thì về đi theo hắn tới nhà, có một người trong đó là của tiền thái tử đào xảo nhi giật nảy mình. Còn có một việc, ta vẫn luôn gạt nàng, chuyện xảy ra ở đường ra, môn đình và ta đã thương lượng từ sớm rồi, rằng trứng gà không thể đặt ở trong một cái rổ, hai chúng ta tốt nhất một người ngoài sáng, một người trong tối. Đường ra chỉ còn lại một mình sư muội dù thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ nàng, lưu lại đời sau cho tiên sinh. Đường kiến khê. Hắn còn nói ta và đường ra có mối liên hệ quá sâu, chắc chắn phải ở ngoài sáng, người có đào xảo nhi nghĩ cách làm ẩn sĩ đi. Chăn ca. Đào xào nhi kinh hãi, chống mặt bàn đứng lên. Hắn còn nói, phía bên thái tử ta sẽ lo chu toàn, ngươi không cần lo lắng, chuyện của sư muội ngươi cũng không cần vội vã ra mặt, chứ từ từ chờ chuyện đường ra phai nhạt rồi nói sau, hết thầy đều có ta. Đường kiến khê chảy nước mắt. Cuối cùng hắn nói, kiến khê, sống chết có số, phú quý ở ông trời, lỡ như có chuyện gì thì ngươi nhớ kỹ, đừng làm gì cả, cũng không cần nhặt xác, hàng năm đến Tết Thanh Minh Trung Nguyên thì đốt cho ta một sấp giấy, kính ta mấy chén rượu, thì đã đủ cho một hồi duyên phận đồng môn rồi. Lại là một câu dự đoán. Tin tức tiền thái tử bức cung tạo phản, 10 ngày sau truyền đến trên núi, truyền đến cùng lúc, là hai chữ của tĩnh Trần Sư muội Vọng An, sao? Sao Vọng An là xin ở yên đó? Vọng An, đừng động, sống cho thật tốt, nếu không đến Tết Thanh Minh Trung Nguyên thì không có ai đốt giấy cho ta không có ai niệm kinh cầu phúc cho họ nữa. Hô hấp của đường kiến khê trở nên rồn rập. Hắn đưa tay che mặt, nước mắt chảy từ khe ngón tay xuống. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 334, Uẩn Khúc. Tiền thái tử bức cung thất bại, bệ hạ phẫn nộ, lệnh cho cẩm y vệ và tam ti điều tra kỹ lưỡng. Bất cứ ai liên quan đến tiên thái tử đều bị tịch thu nhà cửa, chém đầu, chu di. Thời gian đó, không khí khắp thành tứ cửu tràn ngập mùi máu tươi. Đường kiến khê dù có tự tại đến đâu cũng không khỏi lo lắng việc thanh trừ tiên thái tử liệu có rơi vào đầu mình hay không. Khoảng thời gian này, hắn ăn không ngon ngủ không yên, chỉ nửa tháng đã gầy sọp hẳn đi. Hắn thậm chí đã viết xong hưu thư để ở nhà nhạc phụ nhạc mẫu, để phòng nếu có chuyện gì xảy ra thì xảo nhi và họ đào có thể thoát tội. Nào ngờ sống trong sợ hãi suốt một năm, trên núi vẫn yên ổn, không có chuyện gì xảy ra cả nhiều năm sau, hắn mới được sư muội nói cho hay, đường kiến khê hắn trong mắt người đời là một thư sinh vô dụng, tính tình ngang ngược, có kỉnh khó ưa, khi còn là học trò ở đường ra thường xuyên đối đầu với tiền thái tử. Tất cả những điều này đều do trừ ngôn đình cố tình lan truyền. Hắn muốn đường kiến khê làm ẩn sĩ, nên dứt khoát chặt đứt triệt để mọi con đường liên quan giữa trên núi và bên ngoài, tránh lưu lại mọi hậu họa sau này. Ta nhỏ nhất, trừ sư huynh nói người lớn phải bảo vệ kẻ nhỏ hơn, những năm qua tâm nguyện lớn nhất của ta chính là tìm được mộ của hắn, nhưng ta... Đường kiến khê nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng ta thậm chí còn không biết mộ huynh ấy ở đâu, ta có lỗi với huynh ấy ta. Chăn ca. Đào xảo nhi rút khăn ra lau ngón tay cho hắn, nhẹ nhàng an ủi. Sau này chúng ta chắc cha sẽ tìm thấy huynh ấy, đến lúc đó ta mang theo vài bình rượu ngon, huynh uống với huynh ấy không say không về. Đường lão ra, ta cũng muốn đi. Lý bất ngôn đứng dậy, Hiên ngang nói. Lý bất ngôn ta đời này trọng nhất là những người trọng tình trọng nghĩa, chỉ hận nỗi ta sinh sau hàng chục năm, nếu không người như vậy, ta nhất định phải kết giao. Tiểu bùi ra bị lời nói của nàng làm cho kích động, vừa định hùa theo thì cả tam ra liếc ánh mắt sắc như dao sang. Trước tiên phải biết rõ ngươi là người của ai đã chứ. Mí mắt tiểu bùi ra run lên, thành thật ngậm miệng lại. Đúng vậy, ta là người của Thái Tôn tổ phụ của Thái Tôn là vị đang ngồi trên ngai rồng kia, ta đi kính rượu với người của tiên thái tử, không phải là muốn đối đầu với đương kim hoàng đế hay sao? Ta không cần cái mạng nhỏ này nữa hả? Yến Tam Hợp hoàn toàn không để ý hai người mắt qua mày lại, khi điều tra tâm ma của tĩnh Trần, có hai điều nàng chưa nghĩ thông thì bây giờ đã rõ ràng. Đầu tiên là thời gian 8 năm ở giáo phường ti của Thệ thủy, người xuất hiện trước là Trừ Ngôn Đình, người đến sau là Đường Kiến Khê, hai người chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Đây là sự bảo vệ mà trừ ngôn đình dành cho đường kiến khê. Điểm thứ hai, tại sao trước khi tĩnh trần chết, lại đốt hết thư từ đi không để lại một dấu vết nào? Đây là sự bảo vệ của tĩnh trần dành cho đường kiến khê. Họ đều dùng các cách khác nhau để bảo vệ những người quan trọng của họ. Lúc này, tâm tình đường kiến khê dần dần hồi phục, đào xào nhi dìu hắn vào sau tấm bình phong để rửa mặt, khi đi ra, khóe mắt đã không còn vương chút lệ nào. Khiến các vị chê cười rồi. Ánh mắt đường kiến khê rơi trên người Lý Bất môn. Sư huynh ta không thích gặp người ngoài, xin nhận ý tốt của cô nương. Đầu óc Lý Bất môn tuy có không ra sao nhưng vào lúc quan trọng thì rất lanh lợi. Cái gì mà không thích gặp người ngoài, đây chẳng phải là không muốn cho nàng tham gia để tránh xảy ra chuyện hay sao? Thật ra, ta cũng chỉ nói vậy thôi, đường lão ra đừng coi là thật. Lý bất ngôn tự tìm bậc thang xuống nước cho mình. Tiểu thư, hỏi tiếp đi. Yến Tam Hợp cũng không lãng phí bậc thang Lý bất ngôn bác cho mình. Đường lão ra, tiếp theo ta sẽ hỏi về vụ án đường ra, này hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt. Vụ án đường ra ta không có gì để nói. Đường kiến khê nhìn qua nhìn lại sáu người. Ta khuyên cô nương không nên hỏi, các ngươi đến đây để hóa niệm giải ma cho tĩnh trần chứ không phải để chết. Giọng điệu hắn bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng sáu người nghe xong chỉ cảm thấy sôi máu. Yến Tam Hợp không cam lòng. Đường lão ra, ngươi hãy bỏ qua thân phận học trò đường kỳ lệnh, gác lại tình cảm giữa ngươi và đường chi vị, ngươi hãy chạm vào lương tâm mình và trả lời ta một câu hỏi, câu hỏi này chính là thứ khiến tâm ma của tĩnh trần không thể vượt qua được. Ngươi nói đi, vụ án của đường kỳ lệnh có điều gì uẩn khúc sao? Yến Tam Hợp không hỏi. Bị oan à? Bởi vì cho dù bị oan thì bọn họ cũng không thể lật lại vụ án được đã không lật án được oan hay không oan còn ý nghĩa gì nữa nhưng uẩn khúc lại khác uẩn khúc nghĩa là có điểm bất thường bất thường ở đâu đường kiến khê không nói bọn họ cũng không muốn nghe đường kiến khê im lặng hồi lâu đến mức mọi người cho rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn đột nhiên cười gằn gật đầu yến tam hợp nhìn hắn gật đầu lập tức nghiêng mặt nhìn tả chi phi tả chi phi dường như đang đợi ánh mắt của nàng ánh mắt của họ giao nhau từ ánh mắt cả hai đều chỉ ra một câu. Được rồi, đến đây thôi. Vụ án đường kỳ lệnh thực thực giả giả, điều tra đến đây là dừng. Đường kỳ lệnh là người thế nào, là người tốt hay người xấu, không cần hỏi nữa. Câu hỏi tiếp theo. Chúng ta tra được người chuộc thân cho đường chi vị khỏi giáo phường kỳ tên Lý Tam. Nhưng sau khi Lý Tam chuộc người ra lại biến mất tâm mất dạng. Yến Tam hợp nhìn đường kiến khê bằng đôi mắt trong suốt. Nhưng Lý Tam chỉ là người ra mặt làm việc, còn người sau lưng hắn là ngươi phải không?" Đường Kiến Khê lắc đầu. "Trử Minh Đình phải không?" Đường Kiến Khê gật đầu. Đồng Tử Yến Tam hợp co rút lại. "Trử Minh Đình dùng cách nào để chuộc thân cho nàng ra khỏi giáo phường ti?" Đường Kiến Khê lắc đầu xong, thấp giọng nói: "Cô nương đã nói, trong núi một ngày, nhân gian trăm năm." Hắn biết sư muội được chuộc ra nên đến giáo phường ti làm loạn một hồi nhưng Minh Đình không hề tiết lộ bất cứ tin tức nào cho hắn. Hắn còn nhớ rõ tâm trạng của mình khi bước ra khỏi giáo phường ti ngày hôm đó, là thoải mái và nhẹ nhõm, mặc dù hắn không hề biết sư muội đã đi đâu. Mãi đến một năm sau, hai từ Vọng An xuất hiện, hắn mới chợt hiểu ra, môn đình đã lao tâm khổ tứ sắp xếp cho sư muội vào am thủy nguyệt. Am thủy nguyệt cũng tốt, lánh xa hồng trần, tránh xa tranh chấp triều chính, không ai biết thân phận trước đây của nàng, có thể yên bình sống qua ngày. Đường lão ra, đằng sau chữ ngôn đình có bàn tay của tiền thái tử hay không? Yến Tam hợp hỏi. Đường kiến khê gật đầu. Yến Tam hợp quay đầu lại nhìn tạ chi phi. Bọn họ đoán đúng rồi. Tiền thái tử không hề ôm hận vì bị đường chi vị từ chối. Cũng không bỏ rơi đường chi vị vì vụ án của đường kỳ lệnh. Hắn luôn ở phía sau bảo vệ nàng. Điều này cũng giải thích nguyên nhân tại sao thệ thủy ở giáo phường ti lại thuận lợi như vậy yến tam hợp tuế hàn tam hữu là tùng trúc mai đường lão gia là mai trừ ngôn đình là trúc còn một vị là tùng có đúng không đường kiến khê gật đầu tùng đứng hàng đầu vị này là đại sư huynh của ngươi và trừ ngôn đình phải không đường kiến khê gật đầu đường chi vị và trừ ngôn đình không thành thân theo ý của trưởng bối là vì họ đều đã có người trong lòng yến tam hợp chậm rãi hít sâu một hơi người trong lòng đường chi vị nếu ta đoán không sai chính là đại sư huynh của các ngươi phải không? Chương 335, Lục thời. Đường Kiến Khê hết sức miễn cưỡng, gật đầu. Thái độ này rất đáng để suy nghĩ. Yến Tam hợp hỏi, ngươi có thể cho ta biết tên của vị sư huynh này không? Đường Kiến Khê lắc đầu. Vì sao không thể nói? Ánh mắt Yến Tam hợp đột nhiên sắc bén. trừ ngôn đình ngươi cũng đã nói rồi, sư muội dặn ta, đời này không được nhắc đến tên người này trên gương mặt thế ngoại cao nhân của đường kiến khê đều là vẻ âm trầm lạnh lẽo. Ta cũng chẳng thèm nói, bẩn miệng. Sáu người nghe được lời này, thì đều thấy kinh ngạc. Cả đời không muốn nghe người khác nhắc đến tên người trong lòng, chỉ có một khả năng. Đó là hận thấu xương. Yến Tam Hợp. Chúng ta đến giáo phường ti điều tra, chỉ nghe nhắc đến ngươi và chữ ngôn đình. Điều này cũng có nghĩa là sau khi đường chi vị vào giáo phường ti, người này chưa từng xuất hiện loại người vô liêm sỉ như hắn thì sao dám xuất hiện. Đường kiến khê mặc dù không thể nói ra tên nhưng cũng không ngăn được hắn mắng người. Tiểu nhân hèn hạ, mặt người giả dạ thú, thấy lợi quên nghĩa, lòng lang giả dạ sói, ta chỉ hận không thể đào mộ 18 đời tổ tông nhà hắn lên. Từ xưa đến nay, có chung ắt có gian, có thiện ắt có ác. Đường kiến khê chửi bới bằng những lời lẽ cay nhiệt thầm tệ nhất, có thể thấy người này nhất định đã phụ bạc tấm chân tình của đường chi vị người này có thể là ai cánh tay bị người ta chọc chọc yến tam hợp quay đầu lại tạ chi phi nghiêm nghị nói nhân vật chủ chốt dù có khó khăn đến đâu cũng vẫn phải hỏi cho ra không thể bỏ qua được ta biết yến tam hợp bình tĩnh nói ta chỉ đang suy nghĩ nên hỏi như thế nào phạm vi này quá rộng hỏi không khó chỉ là phải tốn chút công sức tạ chi phi chuyển sự chú ý sang đường kiến khê người này hiện giờ còn ở trong thành tứ cửu không Đường kiến khê không nói gì mà lập tức gật đầu. Tuyệt cú mèo. Phạm Vi đã thu hẹp một nửa. Yến Tam hợp sơ ngón cái về phía tả chi phi. Người gọi hắn là tiểu nhân bị ổi. Người ta thường nói tiểu nhân đắc trí. Người này hiện có đang làm quan trong chiều không? Đường kiến khê kích động đến không thể khống chế được. Gật đầu. Chỉ với hai câu hỏi đã làm lộ ra vị trí và danh tính hiện tại của người này. Thật sự là hậu sinh khảo ý. Làm quan trong chiều hai người từ nhỏ lớn lên trong gia đình quan lại, trong thành tứ cửu ai thăng quan, ai bãi chức, con cái quan lại như bọn họ cho dù không muốn biết cũng sẽ có người nói vào tai họ. Đây chẳng phải là sở trường của họ sao? Quan có chia ra quan văn, quan võ, đại quan, tiểu quan. Học trò của đường kỳ lệnh, chỉ có thể là quan văn. Tiểu bùi trợn mắt. Người này có làm trong nội các không? Đường kiến khê cười gần lắc đầu. Tiểu bùi ra người này ở lục bộ phải không? Đường kiến khê lắc đầu. Không ở nội các, không trong lục bộ. Tiểu bùi ra hương phấn, vội kéo cánh tay tả chi phi, phạm vi lại thu hẹp đi rất nhiều. Tả chi phi dùng ánh mắt nói với hắn. Ngồi im đó cho ra. Hai chấm, ngoài lục bộ, còn có tam ti, người này ở tam ti sao? Đường kiến khê nhìn sâu vào mắt tả chi phi, ngật đầu. Chết tiệt, lại ở tam ti trong lòng tiểu bùi gia và tạ chi phi chợt dâng lên một ý niệm, đó liệu có phải là tên nhãi từ lai hay không? Con người này là điển hình của tiểu nhân đắc chí. Tiểu bùi gia hưng phấn đến mức đổ mồ hôi lưng. Tam ti chỉ hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, người này có phải ở hình bộ hay không? Đường kiến khê lắc đầu. Chết tiết, không phải thẳng nhãi từ lai, tiểu bùi gia chợt thấy cực kỳ mất mát. Tạ chi phi. Đại lý tự thì sao? Đường kiến khê vẫn lắc đầu vậy cũng chỉ còn lại có một đô sát viện đến thời điểm mấu chốt tiểu bùi gia ngồi không yên đứng lên vừa xoa tay vừa đi qua đi lại đô sát viện đô sát viện lạ thật trong đầu hắn tự nhiên lại chẳng nhớ ra trong đô sát viện có những nhân vật nào tiểu bùi gia nhìn tả chi phi huynh đệ ngươi nói đi đô sát viện có hai tả hữu đồ ngự sử chính nhị phẩm tả hữu phó đô ngự sử chính tam phẩm tả hữu thiêm đô ngự sử chính tứ phẩm Đồ sát viện là nha môn cấp trên của ngũ thành binh mã ti, tuần thành ngự sử chuyên môn giám sát ngũ thành binh mã ti, cho nên tạ chi phi biết rõ từng người bên trong. Người này bây là là nhị phẩm sao? Đường kiến khê vừa nghe lời này, tức giận nghiến răng nghiến lợi, mắng. Tiểu nhân đắc chí. Đề, thật sự là quan lớn nhị phẩm. Tả chi phi thầm chấn động, vội vàng gọi một tiếng. Minh đình, đừng kêu nữa đừng kêu nữa, tiểu gia ta lúc này cũng rất hưng phấn, tim muốn nhảy ra ngoài rồi này. Bùi Minh Đình trà mạnh tay, chỉ hận không thể trà ra lửa. Đô sát viện tả đô ngự sử là lục, bốp. Đường kiến khê vỗ bàn đứng lên. Thứ gian ác, đừng lấy tên đó ra làm bẩn tay ta. Con người cả đời này, luôn có một khoảnh khắc cảm thấy không chân thật, giống như bị xuất hiện ảo giác. Cũng có một khoảnh khắc, tựa như bị điểm huyệt, cả người đều đưa ra. Lục thời. Lục thời. Nương nó là lục thời. Tiểu bùi ra vào tới trước mặt tạ chi phi, chán đối chán, mắt đối mắt. Tạ ngũ thập, mau, mau véo ta một cái đi. Không, không, không. Tim tạ chi phi đập thình thịch, đưa cánh tay ra ngoài. Ngươi véo ta một cái trước đã, cùng làm đi. Tiểu bùi ra cũng vươn cánh tay, miệng hô. Một, hai, ba. Hai tay đồng thời véo mạnh một cái, hai tiếng kêu rên đồng thời vang lên là thật, không phải nằm mơ, không có ảo giác. Tam gia kinh ngạc nhìn trầm trầm Tiểu Bùi gia, Tiểu Bùi gia kinh ngạc nhìn lại Tam gia, hai người đều ngơ ngác. Thư phòng chợt yên tĩnh như chết. Yến Tam hợp nghe Tạ Chi phi nói đến Lục Thời ba lần, một lần là vụ án tham nhũng của Quý Lăng xuyên, Lục Thời mặc phi bảo buộc tội Quý Lăng xuyên, Quý Lăng xuyên bị xét nhà. Một lần là vụ án của Từ Lai, Lục Thời mặc phi bảo buộc tội Từ Lai bị bãi quan. Một lần gần nhất, xảy ra vào mấy ngày hôm trước, lục thời mặc phi bảo buộc tội nghiêm như hiền, tam gia nói khiến cho văn võ bá quan đều hoảng sợ. Nhưng nàng không rõ mộ điều, tam gia và tiểu bùi gia dù sao cũng là người đã từng trải đời, tại sao lại giật mình như thế mà thế? Yến tam hợp nào biết, cái tên lục thời đối với hai người này mà nói, hoàn toàn không phải giật mình mà là kinh hãi. Tiểu bùi gia thậm chí dãy rụa hỏi một câu, Đường lão gia! hai ngươi nghiêm túc suy nghĩ lại xem có phải nhầm hay không có nhầm hay không đợi tiểu bùi ra đi hỏi hắn thử là biết đường kiến khê trầm mặt bây giờ ở trong thư phòng ta trước mặt ta ta không muốn nghe đến hắn lại càng không muốn nói tới hắn tiểu bùi ra vốn muốn chất vấn một câu nói chút thì chết à thì liếc thấy sắc mặt giận dữ của đường kiến khê chỉ có thể nuốt xuống yến tam hợp bùi minh đình ngươi ngồi xuống ông đây bây giờ sao ngồi yên được Ông đây cực kỳ tò mò. Ông ấy chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Tiểu bùi ra rít gào trong lòng, nhưng cái mông vẫn thành thật ngồi xuống. Đợi hắn ngồi yên, Yến Tam Hợp mới quay đầu nhìn về phía Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn lấy túi quần áo ra, lấy bộ y phục thủy điền và giày thêu ra đặt trên bàn học. Đường lão ra, bộ quần áo này là tính trần mặc trước khi lâm chung, ngươi nhớ lại xem đã từng thấy nàng mặc chưa? Ta, đồ đạc của cố nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt, răng đường kiến khê chợt kêu lập cập. Ta từng thấy rồi. mươi 336, hôm đó. Hắn đã từng thấy. Yến Tam Hợp khó nén sự vui mừng. Nàng mặc lúc nào, xiêm y này là tú nương đường phụ làm, hay do người nào tặng? Liên tiếp những câu hỏi, giống như pháo nổ vang bên tai đường kiến khê. Yến cô nương, ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề, cái khác ta cũng không biết. Ngươi nói đi, ngày đó. Ngày đó, hẳn là ngày đường ra bị xét nhà, đường chi vị từ tiểu thư yêu kiều biến thành tù nhân. Yến Tam hợp hỏi. Nàng dùng bộ y phục này làm áo liệm, là để hoài niệm những điều tốt đẹp trước kia sao? Đường kiến khê ngập ngừng. Được. Yến Tam hợp không hỏi được gì, chỉ có thể lui lại một bước. Lúc lên núi, ta có nhắc đến với đường lão gia, tâm ma của tĩnh trần liên quan đến một đoạn tiếng la, lúc ngươi ở đường ra có từng nghe đến tiếng la không hát hí khúc không phải đều dùng la sao trừ cái đó ra thì sao đường kiến khê nhíu mày lắc đầu ý nói không có việc nghe kịch là chuyện bình thường của đường chi vị chuyện này không thể là tâm ma của nàng được yến tam hợp cân nhắc chốc lát đường lão gia với hiểu biết của ngươi với tính trần thì nàng sẽ có niệm gì thành ma được vẻ mặt đường kiến khê lại mờ mịt đường lão gia Chúng ta tiếp tục lắc đầu, gật đầu. Yến tam hợp. Mấy năm sau đó, lúc đường chi vị ở giáo phường ti, người thường đi thăm nàng, nàng có nhắc tới người phụ lòng kia không? Đường lão gia lắc đầu. Yến tam hợp. Người có chủ động nói với nàng không? Đường lão gia gật đầu. Yến tam hợp. Nàng có muốn nghe không? Đường lão gia cười gằn. Lời thầy độc của ta là tùy tiện thề sao? Vậy nói cách khác, đường gia bị xét nhé, sau khi đường chi vị vào giáo phường ti lục thời đã biến mất trong sinh mệnh của nàng nói cũng không thể nói cho đến lúc chết yến tam hợp chậm rãi đứng dậy đêm đã khuya đường lão gia đường phu nhân sớm nghỉ ngơi đi không hỏi nữa sao tiểu bùi gia sốt ruột nhưng vẫn chưa hỏi được gì mà hôm nay nghe nhiều rồi ta phải ngẫm lại một chút yến tam hợp đứng dậy liếc tiểu bùi gia một cái dẫn đầu đi ra thư phòng tiểu bùi gia cảm thấy yến tam hợp liếc mắt một cái là ý muốn hắn mau đuổi theo đang muốn kêu tạ ngũ thập đi thì thấy tạ ngũ thập hành lễ với đường kiến khê rồi vội đuổi theo sau rồi ấy các ngươi chờ ta với yến tam hợp không đi xa chỉ ra ngoài cách đó mấy triệu lúc đám người vây quanh nàng lập tức thấp giọng nói nếu ta không đoán sai tâm ma của tĩnh trần hẳn là nằm ở giữa vụ án đường gia và kẻ phụ tình vụ án tạm thời không nói ta muốn nghe tam gia và tiểu bùi gia nói về lục thời tạ chi phi ở đây nói không tiện, về phòng đã. Nói về là về, tất cả đều về phòng yến tam hợp. Tuy rằng đã là giờ sửu hai khắc, trên người đám chu thanh còn bị thương, nhưng chẳng ai cam lòng rời đi. Chuyện này thế mà lại liên quan đến lão ngự sử lục thời. Nương nó chứ chuyện này cũng khó gặp quá. Tiểu bùi ra tự pha trà. tả ngũ thập, người đang bị thương, để ta nói cho. Để ta nói, ta biết nhiều hơn về lục thời này. Câu đầu tiên tạ chi phi mở miệng, đã khiến Yến Tam hợp kinh ngạc. Nếu như nói trong thành tứ cửu này, chắc chắn phải chọn ra một thanh quan, một quan tốt, lục thời không đứng ra, thì chẳng ai có can đảm đứng ra. Nương ta ơi, còn là thanh quan. Lý bất ngôn kinh ngạc. Người này thật đúng là hai mặt ba đao, trong ngoài không đồng nhất, đúng là ngụy quân tử. Lời này, nói vào trong lòng của mỗi người. Nếu không phải là ngụy quân tử, làm sao có thể không bị tổn hao gì khi mà Đường Kỳ lệnh rơi đài, Tiền Thái Tử rơi đài, còn leo lên được địa vị quan lớn nhị phẩm. Hắn làm từ trước ngựa sử đài nhỏ nhất lên, cả đời không cưới thê tử, không sinh con, chỉ có một cái nhà nhỏ tam tiến, trong nhà cũng chỉ có vài người hầu trung thành. Tả chi phi. Ngày lễ ngày tết trước phủ quan lớn nhị phẩm người ta ngựa xe như nước, nhưng trước phủ hắn mãi mãi đều vắng ngắt. Yến Tam hợp. Vì sao? Một là không ai dám tặng quà cho hắn hay là cho dù ngươi nâng ra sản bạc triệu đều đến trước mặt hắn, thì chân trước hắn vừa nhận lấy, chân sau đã nộp vào quốc khố." Tạ Chi Phi cười khổ, "Ngày hôm sau còn phải nhận tội hối lộ quan viên triều đình ở trước mặt hoàng thượng." "Nghe đi, đúng là chính trực." Lý Bất Ngôn nhếch miệng khinh thường. "Phải biết rằng người chính trực không thể leo lên vị trí quan lớn nhị phẩm được." "Ngươi nói rất đúng." Tạ Chi Phi lười tranh cãi với Lý Bất Ngôn, thuận theo lời nàng nói nhưng hắn có bản lĩnh đó khiến cho hoàng đế nhìn chúng và tin tưởng yến tam hợp hắn quả thực là học trò của đường kỳ lệnh sao tạ chi phi chuyện này ta chưa từng nghe đến ta chỉ biết lúc còn trẻ hắn học rất giỏi hình như từng đỗ thám hoa thám hoa tiểu bùi gia kinh hãi lục thời lại là thám hoa lang đúng là thông minh thật yến tam hợp xuất thân của hắn thì sao người của phủ kim lăng Nghe nói mẫu thân hắn là một tiểu thiếp, có một đêm giao thừa, ta và các huynh đệ đi tuần phố, có thấy hắn mang theo người hầu đi dạo trên đường. Tạ Chi Phi nhớ lại lần tình cờ gặp gỡ đó. Ta xuống ngựa hỏi hắn, lão ngựa xử sao không trở về ăn cơm đoàn viên, hắn trả lời ta, không có ai để đoàn viên. Không có ai đoàn viên, vậy có nghĩa là lục thời và lục gia gần như không qua lại. Yến Tam hợp lại hỏi, tính tình hắn thì sao? tạ chi phi suy nghĩ không nể mặt ai có tính không yến tam hợp tính tạ chi phi thiết diện vô tư có tính không yến tam hợp cũng tỉnh tạ chi phi vượt mọi trông gai có tính tình không yến tam hợp không hiểu lắm bốn chữ vượt mọi trông gai này nghĩa là gì người nghĩ đi tạ chi phi Người bị hắn nhắm đến, có phải chỉ còn đường chết không? Yến Tam Hợp. Đúng. Tạ Chi Phi. Dù sao trái phải đều là đường chết, có phải cũng sẽ có người không tin, muốn liều một lần, tìm một con đường sống? Yến Tam Hợp. Có. Tạ Chi Phi. Vu oan cho hắn, cắn ngược lại hắn, thậm chí giết hắn, như vậy chẳng phải là có đường sống rồi sao? Yến Tam Hợp. Đúng cho nên lão ngự sử đại nhân chúng ta theo ta được biết ít nhất đã ngồi tù hai lần về phần bị ám sát tạ chi phi nhún nhún vai nhiều không đếm hết dô mạng lớn ghê lý bất ngôn bên cạnh có cao thủ không tạ chi phi có cao thủ hay không thì tam gia ta không biết dù sao hắn vẫn sống tốt đến bây giờ lý bất ngôn cười gần cái này nói rõ một vấn đề tạ chi phi. Vấn đề gì? Người tốt không sống lâu, rùa đen khốn nạn sống ngàn năm. Lý bất ngôn cười híp mắt. Tam gia, người nói có đúng không? Đúng cay rắm. Cái thứ vũ phu thô bỉ, cốt đi cho tam gia. Tạ chi phi tức đến méo miệng. Yến tam hợp, người còn gì muốn hỏi không? Yến tam hợp dùng ánh mắt cảnh cáo Lý bất ngôn. Nguyên nhân hắn không cưới thê tử là gì, Tam gia có biết không? Nghe đi, đây mới là thái độ nói chuyện của một cô nương tốt bình thường. Tạ Chi Phi bị tức đến méo miệng, lại quay lại nói. Nguyên nhân thật sự ta không rõ lắm, nghe nói hình như chỗ đó bị thương, hình như cũng gần giống thái giám. Nương nó, ngươi nghe nói nhiều thật đấy. Tiểu bùi ra thầm nghĩ những chuyện này sao hắn chẳng biết gì thế. Ta là nha môn gì, ngươi là nha môn gì. Tạ Chi Phi nhớ mắt lại. Đúng rồi, ta nhớ hình như năm nay hắn không còn nhỏ tuổi nữa. Yến Tam Hợp. Bao nhiêu? Tạ Chi Phi. Không phải 56 thì là 57, có lẽ chưa tới 60. Yến Tam Hợp bấm đốt món tay tính toán, trong lòng chấn động. Hắn lớn hơn tĩnh trần 10 tuổi. Tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình đô thị list chuyện ngôn tình tổng tài bá đảo ngôn tình bác sĩ sùng hát tiên hiệp huyền huyễn. Ta chính là cô nương như thế cô dâu của tổng giám đốc kẻ săn mồi đỉnh cấp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 337, dậy sớm. 10 tuổi, nhiều vậy sao? Trong lòng mọi người đều nghi hoặc không thôi. Đường đường là con gái của thái sư. Sao lại thích một người như vậy? Già thế không xứng, thân phận không xứng, ngay cả tuổi tác cũng không xứng đôi. Chẳng lẽ tình cảm thật sự khiến cho một nữ nhân thông minh biến thành tay điếc mắt mù sao? Lý bất ngôn vươn mũi chân, khẽ chạm vào Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp ngước mắt nhìn nàng, mặc dù nội tâm cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng vẫn khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, nữ nhân rơi vào tình yêu, không chỉ có tay điếc mắt mù, ngay cả hành vi cử chỉ cũng không giống bình thường giống như thay đổi thành người khác vậy. Đại sự không ổn. Tạ Chi Phi đột nhiên kêu to một tiếng. Yến Tam Hợp, chúng ta phải mau trở về. Tại sao? Tạ Chi Phi còn chưa kịp trả lời, tiểu bùi ra vỗ chán. Nghe nói họ lục bệnh nặng, lỡ như sống không được vài ngày. Yến Tam Hợp biến sắc, đứng lên, đi tới trước cửa sổ, thở ra một hơi nóng bỏng vào màn đêm đen kịt. Nếu lục thời là tâm ma của tĩnh trần, vậy thì không được chậm trễ phải mau về thôi nhưng giờ phút này người mệt ngựa mệt ngoại trừ nàng và bùi minh đình ra bốn người còn lại đều có thương tích trên người nàng xoay người vô cùng dứt khoát nói hôm nay nói tới đây thôi ai tự về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đợi đến trưa mai hắn thức dậy sau khi thức dậy thì dùng cơm ở trên núi sau đó lại chạy về kinh thành tạ chi phi không cần hỏi đường lão gia nữa à yến tam hợp vụ án đường kỳ lệnh hắn không chịu nói cũng không chịu nói về lục thời nữ nhi của hắn dưỡng nữ của tĩnh trần tên là minh nguyệt chúng ta còn chưa gặp nữa tạ chi phi nói không chừng có thể nghe được gì đó từ nàng yến tam hợp khẽ rũ mi xuống hành trình không thay đổi sáng mai ta dậy sớm đi gặp minh nguyệt kia một lần một mình ngươi ta không bị thương hai canh giờ là nghỉ hơi đủ rồi Yến Tam Hợp thản nhiên nói một câu, chặn miệng Tạ Chi Phi. Lên đường, vượt ải, đấu trí đấu dũng với Đường lão gia. Mọi người gần như vừa dính gối đã ngủ, đến Yến Tam Hợp tâm tư nặng nề nhất cũng không có chằn chọc như thường ngày. Trong nhà chỉ còn nhà chính là còn sáng đèn. Hai phu thê tựa vào đầu giường, không hề thấy buồn ngủ. Lão gia, Tạ công tử và Bùi công tử rốt cuộc là ai, nhìn như là quan lại đường kiến khê gật đầu phụ hòa ta thấy cũng giống người bình thường căn bản không quen thuộc trốn quan trường lá gan cũng thật lớn đào xảo nhi thở dài cũng không sợ dính vào chuyện của đường gia rước phiền bái cho mình cả người đường kiến khê chợt chấn động nói không sai hai người này nếu là con cháu nhà quan lại điều tra chuyện cũ của đường gia điều tra chuyện cũ của trừ môn đình không phải là đang điều tra chuyện cũ của tiền thái tử sao đây không phải là gan lớn bình thường nữa mà là rất lớn không cần nói gì khác chỉ nhìn vào dũng khí của mấy người trẻ tuổi này thì lão gia cũng nên giúp một tay ý của nàng là đào xảo nhi nhìn sườn mặt nam nhân chúng ta làm người chỉ dựa vào lương tâm nếu có lòng tốt thì bồ tát sẽ không trách tội đường tiến khê nhìn thẳng vào mắt thê tử nàng muốn quan tài của chi vị không khép lại được người đau lòng nhất là minh nguyệt lão gia coi như là vì nàng đi đào xảo nhi dịu dàng nói lúc chi vị còn sống không phải thương nó nhất sao sắc trời ngoài cửa sổ vẫn xám xịt yến tam hợp đã tỉnh nàng rón rén xuống giường rửa mặt chải đầu thấp giọng nói bên tai lý bất ngôn ta đến thư phòng đường lão gia lý bất ngôn thực ra cũng đã tỉnh chỉ là không muốn nhúc nhích đánh nhau mệt chết đi được ngày hôm sau toàn thân đều đau nhức chẳng có chút sức nào đi thôi yến tam hợp nói rồi thì an tâm xoay người đi mở cửa phòng không ngờ bên ngoài đang có một người đứng đó đường lão gia sớm vậy sao đường kiến khê mặc một bộ áo cũ muốn mời cô nương đi dạo một chút núi ở đây vẫn rất đáng để ngắm yến tam hợp nhìn vào mắt hắn một lúc có thể được đường lão gia đích thân dẫn đi đó là vinh hạnh của ta mời mời một già một trẻ sóng vai mà đi ra khỏi nhà đi về phía sau núi. Đường sau núi rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi, Yến tam hợp đi theo phía sau đường kiến khê, chỉ cảm thấy đường càng đi càng lệch. Cô không hỏi, đường kiến khê cũng không giải thích, hai người cứ lặng lẽ đi như vậy. Sau khi xuyên qua một khu rừng rậm, đường kiến khê dừng bước trên một mảnh đất bằng phẳng hơi rông. Nơi này là nơi ngắm mặt trời mọc tốt nhất trên đỉnh núi. Đúng là nơi tốt, tầm mắt rất rộng rãi, nhưng Yến Tam Hợp lại chẳng có tâm tư ngắm mặt trời mọc. Đường lão gia mang ta tới đây, chắc không chỉ để cho ta ngắm mặt trời mọc nhỉ. Đường kiến khê chắp tay, hỏi ngược lại. Cô nương dám đi theo ta, chắc không chỉ vì gan lớn nhỉ. Không phải to gan, là ta có chuyện muốn hỏi đường lão gia. Không riêng gì mời cô nương ngắm mặt trời mọc, ta có lời muốn nói với cô nương. Hai người một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, ánh mắt đối diện đồng thời mỉm cười sâu sắc. Yến Nô Nương muốn hỏi gì? Nữ nhi minh nguyệt của ngươi, ta muốn gặp nàng, hỏi chuyện ở am thủy nguyệt một chút. Yến Nô Nương, sau khi minh nguyệt nằm mơ thì không chịu ở trên núi, mấy ngày hôm trước đã xuống núi đi kinh thành. Yến Tam Hợp không hề che giấu thất vọng của mình. Vậy đúng là không khéo. Minh Nguyệt là đứa bé ngoan, năm đó ta thu dưỡng nó là vì ý của sư muội. Đường Kiến Khê không hề giấu giếm, ăn ngay nói thật. Thật ra trước đây ta và xảo nhi từng có một đứa con, chỉ tiếc vừa sinh ra đã chết non, thầy bói nói ta không có con, phu thê ta mới thương lượng, nếu như đó là số mạng thì không cưỡng cầu nữa. Hèn gì không nhận con trai trong tộc đến thừa tử, hóa ra là vậy. Có một ngày, ta nhận được thư của sư muội, trong thư nói dưỡng nữ của nàng mặc dù thông minh lanh lợi, lại không có duyên với Phật môn, cả đời ở lại am thủy nguyệt chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, nàng nói phu thê chúng ta không có con trai, nhưng chưa chắc không có con gái. Đồng tự đường kiến khê rũ xuống. Phu thê chúng ta đọc thư xong, đã quyết định xuống núi một chuyến. Yến Tam Hợp bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Vẫn là tuệ như sư thái rõ ràng, nàng nói các ngươi nhận minh nguyệt làm dưỡng nữ, là vì tính trần. Nàng nói không sai, cho dù đứa nhỏ kia không thông minh lanh lợi, chỉ cần sư muội mở miệng, thì dù là kẻ ngốc chúng ta cũng nuôi. Nguyên nhân ta muốn gặp Minh Nguyệt là vì nàng được tĩnh trần nuôi lớn, Tuy rằng tâm ma không ở trên người nàng, nhưng ta muốn nghe được từ nàng. Cho dù gặp người, yến cô nương cũng phải thất vọng thôi." Đường Kiến Khê bất đắc dĩ cười cười. Đứa bé Minh nguyện này hoàn toàn không biết gì về sư muội cả, hai phu thê chúng ta đã từng thăm dò rất nhiều lần rồi." Yến Tam hợp nhíu mày. Sớm chiều ở chung, nàng lại chẳng phát hiện chút kỳ lạ nào sao? Chương 338: Cố chấp. Đứa bé kia rất vô tư, không để chuyện gì trong lòng lúc Đường Kiến Khê nói đến con gái, khóe miệng bất giác nhếch lên. Dù chuyện có lớn đến đâu, thì cũng ngăn được nó ăn no, ngủ kỹ, cả ngày vui tươi hớn hở, sống vô âu vô lo. Am Ni cô đều là người khổ sở, cả ngày vui tươi hớn hở, đúng là không thích hợp ở đó. Yến Tam hợp nói. Đường lão gia kén rể cho Minh Nguyệt, giữ nàng ở bên cạnh, có thể thấy được là coi nàng như con ruột. Yến nương nương. Trên mặt Đường Kiến Khê toàn là sự yêu thương của người nhà. Ngươi tin không, đứa bé đó là đến độ hóa hai phu thê chúng ta. Yến tam hợp sững sờ. Ý ngươi là gì? Cô nương nghĩ đi, tiên sinh ra xảy ra chuyện, sư muội ta rơi vào phong trần, sư huynh ta chết, cộng thêm việc dưới gối không có một mụn con. Đường kiến khê liên tục cười khổ. Dù ta áo vô tư hơn nữa, thì cũng có khoảng thời gian ta mất hết can đảm, thậm chí còn có ý định xuất ra, chỉ là ta không đành lòng xảo nhi mà thôi. Minh Nguyệt vừa đến, mọi chuyện đã thay đổi. Cái miệng đứa bé kia chẳng bao giờ nhàn rỗi được chút nào, một ngày có thể gọi mấy chục lần cha nương, chẳng hề coi họ là người xa lạ. Cha, người đừng thở dài, thở dài dễ già, già rồi sẽ có nếp nhăn trên mặt, cẩn thận nương chê người đó. Nương, phụ thân hôm nay lại ép con đọc sách luyện chữ, trong sách đều nói, nữ tử chúng ta vô tài chính là đức, phụ thân có ép gì con đâu, thực ra là đang chê người không biết mấy chữ, nương hãy vì nữ nhi, vì nữ tử chúng ta không để ý tới người. Nửa canh giờ được không? Yến cô nương, người có từng gặp người nào vừa khiến người tức giận đến nghiến răng, vừa khiến người nhịn không được phải mềm lòng không? Yến tam hợp lại hơi sừng sốt, trong đầu hiện lên một gương mặt tuấn tú. Đứa bé kia là thế đó, có lần nó chọc giận ta, ta mắng nó vài câu, người đoán xem nó đã nói gì. Nói gì, nó nói, con người phải có hỉ nộ ái ố, cha, người sống có tình người hơn trước rồi, đến mắng con thêm vài câu nữa đi, con chịu đựng được. Đường kiến khê nói tới đây, lại tức cười. Yến nương nương, người nghe đi, ta còn mắng được nữa không? Yến tam hợp nghe rất thú vị. đúng là đặc biệt, cũng bởi vì tích cách nó như thế nên sư muội ta chưa bao giờ nói bất cứ chuyện gì với nó. Đường kiến khê trầm mặc một hồi lâu. ước chừng chúng ta đều sống như người trong mộ, nên thấy nụ cười trên mặt đứa bé kia rất hiếm lạ đều muốn cho nó sống vô tư vui vẻ một chút yến tam hợp không khỏi cảm thán vẫn là tuệ như lão ni nói rất đúng trên đời này không có cô nương nào có số mệnh tốt hơn minh nguyệt vậy ta không còn gì để nói tiếp theo ta nghe đường lão gia nói điều ta muốn nói sắc mặt đường kiến khê hơi cứng lại một hồi mới nói là có liên quan đến lục thời yến tam hợp kinh ngạc hắn lại chủ động nói với cô về lục thời vì sao đường lão gia không sợ sư muội ngươi dưới suối vàng có biết ta càng muốn quan tài của muội ấy có thể sớm khép lại hơn đường kiến khê có liên quan đến sư muội ta không nói ta chỉ nói hành động của hắn không mắng ngụy quân tử không mắng tiểu nhân hạ đẳng thái độ của hắn thay đổi nhanh như vậy yến tam hợp lại hơi kinh ngạc đường lão gia là vì minh nguyệt sợ chuyện xui xẻo rơi vào trên đầu nàng sao ừ vậy mời đường lão gia nói Đường Kiến Khê Hắn năm đó là tá túc ở đường ra, nhưng sự tá túc của hắn khác với ngôn đình. Khác nhau chỗ nào, tiên sinh của ta mở một viện ở sau nhà, chuyện cho học trò nghèo tá túc, còn cung cấp cho một ngày ba bữa. Yến Tam Hợp đột nhiên ngắt lời hắn. Nói như vậy, gia cảnh của hắn rất bình thường. Đường Kiến Khê cười gần một tiếng. Không phải bình thường, là nghèo. Nghèo đến mức không chỉ ăn ở đường phủ, ngay cả quần áo cũng là đồ cũ của tiên sinh ta. Một thư sinh nghèo, có thể được đường kỳ lệnh nhận làm học sinh, chắc chắn có chỗ hơn người của hắn. Chỗ hơn người của hắn, đó là khắc khổ. Đường kiến khê mặc dù trong lòng rất khinh thường, nhưng vẫn không thêm chút nước nào nói. Một ngày 12 canh giờ, hắn chỉ ngủ hai canh giờ, thời gian khác đều đọc sách. Khắc khổ như vậy sao? Ừ. Đường kiến khê. Tiên sinh ta thấy được sự cố chấp, không đạt được mục đích thể không từ bỏ trên người hắn. Sự cố chấp. Ta kể một chuyện nhỏ, có một ngày, tiên sinh và ba người chúng ta đánh cờ, tiên sinh một trọi ba, đồng thời hạ ba người chúng ta. Tiên sinh kỳ nghệ rất tốt, ông thường nói đời người như nước cờ, đi mỗi một bước đều phải nghĩ kỹ rồi mới làm, còn nói đánh cờ cũng để thử nhân phẩm, quân tử chơi dương mưu, tiểu nhân dùng gian kế. Một canh giờ sau, hắn và môn đình vứt cờ nhận thua, chỉ có lục thời vẫn cố chống đỡ. Yến Nương không biết có hiểu cờ hay không? Biết sơ sơ, có một loại người đánh cờ, rõ ràng đã biết là thua, nhưng hắn vẫn không nhận thua, vẫn nghĩ cách đánh đến cùng với ngươi, ta và ngôn đình nói người này đánh cờ thích giấy rùa. Ngày đó đánh cờ xong, tiên sinh nguyện cờ bình luận ba người bọn họ. Tiên sinh nói hắn chơi cờ có linh khí, lại không có kiên nhẫn, tâm tư đều ở bên ngoài ván cờ, nếu chịu dốc lòng nghiên cứu, thì chắc chắn thành tựu lớn. Tiên sinh nói phong cách đánh cờ của ngôn đình hiệp nghĩa, nghĩa khí này vừa có thể thành toàn hắn, cũng có thể hủy hắn. Nói đến lục thời, tiên sinh vuốt tròm dâu, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Đứa nhỏ này tâm tư quá cố chấp, cố chấp vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Yến tam hợp nghe đến đó, không khỏi kính nể đường kỳ lệnh. Nhìn người thật chuẩn, đường kiến khê thiên tư xuất chúng nhất, nói là thiên tài cũng không quá đáng, nhưng hắn thích quá nhiều thứ, quá tạp, cho nên không tinh trừ ngôn đình vì được tiền thái tử thưởng thức nên đi theo cả đời có nghĩa khí dùng tư thái đại ca che chở đường kiến khê và đường chi vị có nghĩa khí nhưng cuối cùng cũng bởi vì nghĩa khí mà chết chu di tam tộc mà lục thời kiên trì và cô chấp là cùng một ý sao yến tam hợp tỉ mỉ suy nghĩ một hồi hỏi nói cách khác đường kỳ lệnh có ân với lục thời là phụ mẫu tái sinh bốn chữ phụ mẫu tái sinh này phân lượng quá nặng yến tam hợp suy nghĩ một chút rồi nói đường lão gia có thể nói rõ hơn không lục thời lớn hơn chúng ta mấy tuổi vào kinh sớm hơn chúng ta bái sư với tiên sinh cũng sớm hơn chúng ta nhưng hắn lại thi cùng khoa thi xuân với chúng ta cô nương có hỏi vì sao không tại sao có một năm trước khoa thi mùa xuân ba tháng nương ruột của lục thời xảy ra chuyện không thể diện lắm nương hắn tư thông với hại nhân bị người khác bắt được đường kiến khê cười gần lục gia muốn dìm nàng xuống hồ nương hắn nửa đêm trốn ra ngoài chạy tới nha môn đánh trống kêu oan nói mình oan uổng chờ đã yến tam hợp nương của lục thời là thiếp đúng không đúng là một tiểu thiếp vốn là nha hoàn của đích mẫu lục thời sau đó không biết vì sao lại bỏ lên giường chủ tử sinh hạ lục thời người có thể nạp thiếp thì sao lại nghèo được yến cô nương nha hoàn không được chủ mẫu đồng ý đã bỏ giường bị người ghi hận nếu chủ mẫu cố ý cắt xén, thì đương nhiên sẽ nghèo. Thì ra là thế. Yến tam hợp. Sau đó thì sao, cha ra nương hắn oan uổng sao? Không oan. Đường kiến khê cười gần một tiếng. Nghe nói trong bụng đã mang nhiệt chủng, vì muốn sống nên mới nghĩ tới cách này. chương 339, Vòng Ân. Nương của lục thời lại là người như vậy. Yến tam hợp mím chặt khóe miệng không nói một lời. Lúc đó lục thời đã là cử nhân, nương của cử nhân làm ra chuyện xấu như vậy thì cô nương nghĩ xem lục thời còn có thể tham gia khoa thi sao đường lão gia ta không hiểu chuyện khoa cử lắm người tham gia khoa thi mùa xuân phải có thân thế trong sạch sao thân thế trong sạch là yêu cầu cơ bản nhất đường kiến khê lại bổ sung một câu đương nhiên có rất nhiều chuyện ngươi không nói ta không nói người cấp trên cũng không biết nhưng nương của lục thời náo loạn đến nha môn chuyện đã lớn nên không giấu được cũng vì như thế Đường Kiến Phi. Người huyện Nha lập tức viết một phong thư, đưa đến Kinh Thành. Người lễ bộ thương nghĩ nhiều lần, quyết định hủy bỏ tư cách thi cử của lục thời. Yến Tam Hợp. Hủy bỏ tư cách, là chỉ không thi lần đó thôi hay cả đời cũng không thể. Lần đó. Ngữ khí đường kiến thay đổi. Nhưng cô nương có nghĩ tới việc, rằng mình có thể ngẩng đầu ướn ngực ở trong ánh mắt khác thường và lời đồn đại của đồng liêu hay không? Sau đó chuyện phát triển như thế nào? Là tiên sinh, sau kỳ thi đình ở yến tiệc khúc giang trước mặt rất nhiều quan viên lễ bộ và các tiến sĩ khoa khen lục thời vài câu đường kiến khê nói tới đây gần như nghiến răng nghiến lợi tiên sinh ta là một nhà đại nho lại là thái sư của thái tử lời nói của ông ấy cực kỳ có phân lượng yến tam hợp đồng ý điểm này từ xưa đến nay càng là người quyền cao chức trọng càng ít nói cho ai nhưng một khi lời đã nói ra khỏi miệng thì đủ để xoay truyền vận mệnh của một người vận mệnh của lục thời vì mấy câu nói ngắn ngủi này mà hoàn toàn thay đổi ân đức mà đường kỳ lệnh cho hắn quả thực là phụ mẫu tái sinh như vậy sau khi đường ra xảy ra chuyện lục thời đã vong ân phụ nghĩa như thế nào đường kiến khê nhắm mắt lại dường như không muốn nhớ lại quá khứ nhưng quá khứ vẫn ở đó hắn không thể quên được đường ra xảy ra chuyện đám học sinh chúng ta đều tin tưởng nhân phẩm tiên sinh cảm thấy người là bị oan uổng cho nên liên danh dâng thư kêu oan cho người, muốn góp một phần sức mỏng. Tất cả học trò của tiên sinh đều tới, chỉ có lục thời hắn. Đường kiến khê đột nhiên mở mắt. Căn bản là không hề động đậy, đến bóng người cũng không thấy. Tại sao? Yến Tam hợp nhíu mày. Theo lý mà nói, thì không nên, bởi vì muốn vội vã phủi sạch quan hệ. Lúc ấy lục thời vừa đỗ thám hoa, mấy tháng sau có thể vào hàn lâm viện, tiền đồ sáng lạn. Mà tiên sinh bị bỏ tù, đã là tù nhân. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, khi nhắc lại, lòng đường kiến khê vẫn lạnh như băng. Yến cô nương, chưa nói đến quan hệ giữa hắn với sư muội, chỉ nói tiên sinh ngày xưa đối xử với hắn. Hắn cũng không nên tuyệt tình tuyệt nghĩa đến mức này. Bởi vì tâm ma của Yến hành, nên bây giờ Yến tam hợp hận nhất là người không biết ơn. Nếu như thế thì hắn quả thực vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Có người thay mắng giúp hắn, đường kiến khê thầm sảng khoái, dứt khoát nói thêm một chuyện. Đêm sư muội tranh hoa khôi, bài thơ của Ngôn Đình là Tuế Hàn Tam Hữu Việc này ta biết, Yến Cô Nương không biết, Ngôn Đình trước đó đã đi tìm lục thời, hy vọng đêm đó hắn có thể ra mặt. Nguyên nhân kêu hắn ra mặt là gì? Ngôn Đình sợ sư muội chịu không nổi, muốn lục thời đi gặp một lần, cho dù trái lương tâm nói dối vài câu, thì cũng khiến sư muội có động lực chống đỡ, huống chi. Đường kiến khê giật giật môi, cực kỳ gian nan nói tiếp huống chi thân thể sư muội sạch sẽ, hắn lại là người nàng yêu. Nói đến đây, là hoàn toàn nói không nổi nữa. Nhưng Yến Tam hợp thầm đã tính toán. Một nữ tử từ khi sinh ra đến lúc chết đi, nếu như chắc chắn phải tìm ra một chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời dài rằng dặc này, thì đó chính là đêm động phòng hoa trúc. Đối với đường chi vị bị vây hãm trong giáo phường ti mà nói, đêm động phòng hoa trúc của nàng chính là đêm hoa khôi đêm hoa khôi thay vì bị nam nhân khác trà đạp không bằng tìm nam nhân mà tâm lý nàng có thể tiếp nhận dịu dàng thương tiếc dạy nàng trở thành một nữ nhân trừ ngôn đình suy nghĩ cực kỳ chu đáo lục thời chính là lựa chọn tốt nhất lý do hắn từ chối là gì yến tam hợp hỏi đường kiến khê đờ đẫn cười gần một tiếng không muốn gặp không thể gặp không nên gặp cho dù yến tam hợp có kiến thức rộng rãi cũng bị ba chữ không này kinh hãi lui về phía sau nửa bước. Quả nhiên là vô tình vô nghĩa tới cực điểm. Cũng khó trách đường chi vị ra khỏi giáo phường ti, đã thẳng đến am thủy nguyệt, một trái tim gửi sai ngươi, đúng là đau đến thấu xương. Sau đó hắn thật sự đi hàn lâm viện sao? Không có, tại sao? Chuyện này chỉ có thể nói ông trời có mắt. Ta hiểu rồi, vụ án gian lận khoa xuân vừa xảy ra, đã có người nghi ngờ tính chân thực của thám hoa lục thời. Cô nương thật là thông minh sắc mặt đường kiến khê lạnh lẽo. Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ người muốn là có thể bỏ qua, nhạn bay qua để lại tiếng kêu, người đi qua cũng để lại tiếng, càng muốn trốn, càng trốn không thoát. Trách không được ngay cả tiểu bùi ra cũng không biết lục thời từng chúng thám hoa, thì ra là có chuyện như vậy. Yến Tam hợp xoay người nhìn đường kiến khê. Đường lão ra, địa vị lục thời bây giờ còn hơn ngày xưa, người có dự liệu được không? Dựa vào thủ đoạn và sự độc ác của người này, nếu hắn không ngồi lên địa vị nhị phẩm, thì đó mới là điều ta không dự liệu được. Vậy ngươi có biết, hắn làm thế nào để leo lên địa vị cao không? Không biết, ta chỉ là nghe một người bạn cũ nói đến. Đường kiến khê cô nén sự trào phúng trên mặt. Thế đạo này là như vậy, giết người phóng hỏa đai lương vàng, sửa cầu lấp đường không thi cốt, tối tăm không có ánh sáng. Vừa dứt lời, phía đông hiện lên một vệt ánh sáng vàng yến tam hợp và hắn sóng vai đứng nhìn vệt sáng kia nói nhìn đi không phải sáng rồi sao đường kiến khê ngẩn người nghiêng đầu nhìn yến tam hợp một cái sườn mặt thiếu nữ đắm chìm trong nắng sớm vừa non nớt lại vừa hăng hái trong núi một ngày thế gian trăm năm đây là lời cảm thán sau người đồng thời phát ra lúc xuống núi phu thê đường lão ra đích thân đưa bọn họ đến bờ sông yến tam hợp thấy đào xảo nhi cứ muốn nói lại thôi phu nhân có gì cứ nói là như vậy yến cô nương đào xảo nhi cười khổ minh nguyệt được nuôi dưỡng bên người tĩnh trần mười mấy năm tình cảm hai người không tầm thường với tính tình của nó thì một khi biết quan tài tĩnh trần nứt ra, sẽ trăm phương ngàn kế tìm được cô nương muốn hỏi cho rõ ràng phu nhân là muốn ta nó đang mang thai vừa tròn ba tháng nhờ cô nương lúc nói chuyện với nó đừng khiến nó xúc động quá phu nhân yên tâm. Yến Tam hợp ôm quyền với đường kiến khê. Vậy tạm biệt. Cô nương dừng bước. Đường kiến khê tiến lên, không người hành lễ thư sinh với Yến Tam hợp. Chuyện của sư muội kính xin cô nương để tâm, nếu chuyện này thuận lợi thì làm phiền hãy gửi thư đến. Đó là tất nhiên. Yến Tam hợp đơn giản một câu, xoay người lên thuyền, năm người phía sau cũng đi theo. Lão Kiều, lái thuyền thôi. Lão Kiều trợn tròn mắt. Hắn ở trên sông này trèo non nửa đời thuyền, Lần đầu tiên nhìn thấy đường lão gia đích thân tiễn khách xuống núi, lần đầu tiên nhìn thấy đường lão gia khom lưng hành lễ với một tiểu cô nương. Chuyện này, tiểu cô nương này là nhân vật khó lường gì sao? Chương 340, Sắc thuốc. Qua sông, cưỡi ngựa, chạy về huyện Sơn Quan. Lúc đến huyện Sơn Quan thì sắc trời đã tối, Yến Tam hợp quyết định nghỉ ngơi hồi phục một đêm, để vết thương trên người bọn Chu Thanh dưỡng thêm một chút, sau đó thì chạy một hơi về kinh thành bởi vì muốn dưỡng thương, nên chọn một khách chạm có điều kiện tốt nhất trong thị trần để ở lại, dùng cơm xong, Yến Tam hợp kêu mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, lam trung đầu cho cấp thuốc trong vòng 7 ngày cho bốn người chu thanh, nàng hỏi trường quầy mượn một phòng bếp nhỏ, tự mình xác thuốc cho bốn người. Bởi vì có vết xe đổ của món canh thịt, Yến Tam hợp không dám rời đi nửa bước. Phía sau có tiếng bước chân. Vừa quay đầu, đã đối diện với ánh mắt híp lại của tiểu bùi gia ngươi tới đây làm gì? Đến gần ngươi chứ gì? Không đến gần thì hai chúng ta có thể thành một đôi sao? Tiểu bùi ra vừa oán thầm, vừa đi lên trước. Ta không bị thương, lại đây giúp ngươi. Hai cái bếp lò kia thuộc về ngươi, cẩn thận thuốc tràn ra. Yến Tam hợp hích cầm. Ngồi sổ mệt lắm, ngươi lấy ghế trúc qua ngồi đi. Nghe xem, nàng ân cần chưa? Chuyến đi này, thái độ của Yến Tam hợp đối với mình vừa ôn hòa, lại ân cần, không mắt ngang mũi dọc như lần trước nữa. Càng ngày càng có triển vọng. Tiểu bùi ra bê ghế trúc, thành thật ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lẽ liếc qua, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Đúng rồi, cũng không thể chỉ ngồi vậy chứ, nên nói cái gì đây? Tán gẫu thi từ ca phú. Tiểu gia ta không dành vụ đó. Nói về vụ án của tĩnh Trần. Nặng nề quá. Tán gẫu chuyện phong nguyệt nam nữ. Quá lẳng lơ nếu không, vẫn là tâm sự kinh Phật đi, tiểu ra giỏi khoản này. Yến Tam Hợp, Bùi Minh Đình Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên. Máu trong người tiểu bùi ra trong nháy mắt dâng trào, ha 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 ha, màn vừa rồi gọi là chi ta. Gọi là tâm ý tương thông. Yến Tam Hợp, có chuyện gì ngươi nói trước đi. Yến Tam Hợp xoay người, vẻ mặt khó tin nhìn hắn. Ta nói cái gì, ngươi không phải vừa mới gọi ta, ta gọi tiểu bùi gia vừa nghe giọng nói này đã tức giận nói họ tạ ngươi tới làm gì thì ta không nhịn được lại đây xem các ngươi đang làm gì tạ chi phi ho khan một tiếng nghiêm mặt nói ngày mai lên đường chúng ta bán ngựa thuê hai chiếc xe ngựa như vậy tốc độ nhanh hơn một chút yến tam hợp nhíu mày có phải mấy người chu thanh không khỏe không ừ tạ chi phi người nọ ra tay thật tàn nhẫn yến tam hợp nghe hắn nói như vậy mới nhớ tới chính mình đã quên hỏi đường lão ra, bệ chiêu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, công phu tay chân sao lại giỏi thế. Tả chi phi đi qua, cùng bê một cái ghế trúc, ngang nhiên ngồi xuống giữa Yến Tam Hợp và tiểu bùi ra. Đúng rồi Yến Tam Hợp, ngươi và đường lão ra sau đó lại nói những gì thế? Ta, ơ, Tam gia và tiểu bùi ra đều ở đây à? Lý bất ngôn bê một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Yến Tam Hợp gian bếp nhỏ này bởi vì có hai vị gia hạ mình đến mà chợt phát sáng tả tam gia thứ phá đám này tiểu bùi gia cốt cho gia lý bất ngôn tìm một tư thế thoải mái nói cái gì thế ta cũng muốn nghe chúng ta cũng muốn nghe ngoài cửa hoàng kỳ tò mò dựa vào cửa chu thanh bên cạnh hơi ấy này trong sự ấy nấy còn cất giấu một câu ta là bị người này kéo tới tiểu bùi gia giận lắm chuyện gì thế tiểu gia khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, muốn lôi kéo làm quen với người trong lòng, các ngươi thì hay rồi, cả đám đều chạy tới góp vui, cố ý quấy rối chứ gì. Hai người ngồi xuống trước đi. Yến Tam Hợp, Bùi Minh Đình, ngươi không bị thương, đi ra cửa đứng đi, phòng ngừa có người nghe lén. Gì cơ? Tiểu Bùi ra chỉ vào mũi mình, thầm nhủ có còn chút tôn ti nào không, ta là thiếu gia đó. Vất vả cho ngươi rồi, ngươi nói gì thế, vất vả gì đâu, tiểu bùi ra như giận như oán chừng nàng một cái, đứng lên đi tới cửa. Tạ ngũ thập, ngươi xem bếp lò đi, đừng để thuốc tràn ra. Tạ chi phi cúi đầu xem thuốc, che miệng cười. Tên nhóc này tương lai chắc chắn bị Yến Tam Hợp bắt nạt, hơn nữa còn là kiểu mãi mãi không thể bật lại. Yến Tam Hợp chờ đám Chu thanh ngồi xuống, mở miệng nói. Ở sau núi, đường kiến khê chủ động nói với ta về lục thời. Tạ chi phi. Cái gì? lý bất ngôn thật sao tiểu bùi gia trời ạ à. hoàng kỳ tại sao chu thanh kỳ quái hắn làm như vậy là vì đường minh nguyệt hơn nữa còn tránh ra phần của tĩnh trần nói một ít quá khứ của người này giọng yến tam hợp rất hờ hững rất bình tĩnh cố gắng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào thuật lại lời đường kiến khê nói xong cả gian bếp chỉ nghe thấy tiếng bình thuốc sôi sùng sục sau một lúc lâu Tiểu bùi ra cảm thán nói. Lục thời này còn là người sao? Tạ chi phi quay đầu nhìn hắn. Cũng khó trách đường kiến khê không muốn nhắc tới. Hoàng kỳ. Ta nhổ vào, nương nó quá vong ân phụ nghĩa rồi. Chu Thanh. Quá đáng, quá đáng. Minh tao dễ trốn, ám tiện khó phòng sao? Lý bất ngôn đào mắt một vòng, cười gần. Nam nhân mà đê tiện, thì xúc sinh hết chuyện làm. Sao câu gốc là minh thương dễ tranh ám tiễn kho phòng? nghĩa là gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, còn mũi tên bắn đột kích âm thầm thì khó phòng. Bà thay thành tao DM đang, làng lo, ví tiện, đê tiện, thấp hèn. Các nam nhân. Lý bất ngôn còn chưa nói xong, lại thêm một câu. Hèn gì nương ta cứ nói, nữ nhân, phải phòng cháy phòng trộm phòng xúc sinh. Ấy, ta nói này. Tiểu bùi ra rốt cuộc nhịn không được. Nương người rốt cuộc là thần thánh phương nào, lấy đâu ra nhiều. Đạo lý cuộc đời, đúng không? Lý bất ngôn kiêu ngạo. Bởi vì bà là người xuyên không, từ thế kỷ 21 tới, cho họ có rất nhiều lời vàng, ví dụ như, mười dặm gió xuân không bằng người yêu cũ chết bất đắc kỳ tử, lại ví như, nam nhân mà đáng tin thì heo nái cũng có thể trèo cây. Các nam nhân, người nói cái quỷ gì vậy, chẳng nghe hiểu chữ nào. Yến Tam hợp thấy sắc mặt các nam nhân lúc xanh lúc trắng, nghẹn cười nói. Khoan hãy mắng lục thời đá, nghĩ xem chúng ta trở về thì đến gặp hắn thế nào đi, ta định trực tiếp đến tìm. Không ổn. Tạ Chi Phi từ trong nỗi khiếp sợ đối với nương của Lý Bất Ngôn, lấy lại tinh thần. Nhà của lục thời, khắp thành tứ cửu này đang nhìn vào, trực tiếp tìm tới nhà thì e rằng có một số việc không thể giấu được. Vậy ý của Tam gia, chưa nghĩ ra, nhưng kiên quyết không thể đến tìm như thế. Yến Tam hợp trần chờ một chút. Con người Tạ Chi Phi có đôi khi rất khốn nạn, nhưng chuyện liên quan đến triều đình thì hắn cực kỳ cẩn thận. Lời của hắn, phải coi trọng. Được. Yến Tam Hợp tỏ vẻ đồng ý, đồng thời lại nói ra nghi hoặc của mình. Có một chuyện, ta cảm thấy hơi kỳ quặc. Tiểu bùi ra khẩn cấp. Cái gì? Yến Tam Hợp chỉ về hướng thành tư cửu. Vị kia sao lại có thể dùng cố nhân của cựu thần mà trong lòng không chút phòng bị như thế được? Lời nói mơ hồ, nhưng ai cũng hiểu. Vị kia là chỉ hoàng đế cố nhân là chỉ tiền thái tử. Cựu thần là lục thời. Còn có, Yến Tam Hợp bình tĩnh nhìn tạ chi phi. Quan lớn nhị phẩm, không phải là trước mà ai cũng có thể làm, phụ thân ngươi đã rất được thánh ân sủng, nhưng cũng chỉ là tam phẩm. Tạ chi phi sợ hãi biến sắc. Đúng vậy, lục thời làm sao lại leo lên được vị trí đó? Sao 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 chẳng lẽ ông bán đứng bác đường? Ôi! Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn